không biết khi nào mua lại. Bây giờ tạm biệt Sài Gòn. Khi nào mẹ đi thì con đi theo. Nhưng giấc mơ dài.
xin cảm ơn cô Kim Hậu. Và tôi cũng rất là đặc biệt chú ý là tất cả những người sống ở Nha Trang hình như đều có năng khiếu âm nhạc, đàn và hát. Đây là đàn của Nha Trang. Hát của Nha Trang. Xin cảm ơn quý khách đã đến ủng hộ.